Thưa quý vị và các bạn, 5.000 vụ là con số của vi phạm trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh phân bón giả trong năm 2016. Số vụ phát hiện và xử phạt phân bón giả kém chất lượng năm sau cao hơn năm trước. Một trong những nguyên nhân dẫn đến vấn nạn này chính là hạn chế trong việc quản lý, phối hợp kiểm tra và xử lý vi phạm. Tình trạng phân bón giả, phân bón kém chất lượng phát sinh từ trong cơ sở sản xuất, trên đường vận chuyển đến các đại lý, thậm chí là vào tận trong các phòng thí nghiệm kiểm định. Thực tế chứng minh, ngành nông nghiệp thiệt hại lớn do vấn nạn này. Có tới 30 đến 50% là các cái loại là phân bón giả và kém chất lượng. Thì rõ ràng như vậy là ảnh hưởng đến vấn đề sản xuất. Mà ảnh hưởng đến vấn đề sản xuất thì ảnh hưởng đến đời sống của bà con nông dân. Theo các doanh nghiệp lớn trong ngành sản xuất phân bón, thực tế ngành phân bón Việt Nam hiện nay chưa có bộ tiêu chuẩn về phân bón để quản lý. Điều này dẫn đến tình trạng tất cả các đơn vị sản xuất nhỏ lẻ chưa đủ điều kiện nhưng vẫn được cấp phép sản xuất, vẫn cấp hợp chuẩn, hợp quy. Chính vì thế mà phân bón kém chất lượng vẫn được sản xuất và đưa ra thị trường. Chúng ta là nói là phân bón về vô cơ, đấy, gồm cái chất đa lượng là đạm đơn kali và các loại phân bón khác. Thế nào là phân bón khác? Cái cây đó là cái kẽ hở rất lớn cái phân bón khác của hiện nay, đúng không ạ? Thì nó hàm lượng nhỏ, hàm lượng kém chất lượng nó cũng đưa vào, chỉ có mấy phần trăm dinh dưỡng thôi, trong đó toàn là chất độn, những cái chất khác mà nó không có tác dụng gì. Lợi nhuận của họ hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ, nhưng khi xảy ra sự vụ thì chúng ta xử phạt hành chính chúng ta chỉ xử một vài chục triệu, một vài trăm triệu. Tức là nó không thấm vào đâu so với cái lợi nhuận của họ. Cho nên là họ sẵn sàng chấp nhận được phạt và tiếp tục tái diễn. Cái đấy là cực kỳ nguy hiểm. Các cái trung tâm kiểm nghiệm khảo nghiệm của chúng ta, một mặt là cái phương tiện kỹ thuật, trình độ chuyên môn của các cán bộ là chưa đáp ứng yêu cầu. Cái thứ hai là ý thức trách nhiệm là chưa cao. Dẫn đến cái việc là còn có cái biểu hiện tiếp tay hoặc là bao che hoặc là cái phân bón. Đáng nhẽ là cái cơ quan này được giao là gác cửa để doanh nghiệp sản xuất phân bón trước khi đưa thị trường tiêu thụ phải qua các cái trung tâm này để kiểm nghiệm lại nãy các cửa. Nguyên nhân cơ bản của tình hình thị trường phân bón Việt Nam hiện nay là sự vào cuộc của một số bộ ngành chưa thường xuyên, công tác quản lý nhà nước còn chồng chéo. Ở địa phương nơi trực tiếp diễn ra hoạt động kinh doanh sản xuất phân bón thì quản lý còn lỏng lẻo, hệ thống cấp phép còn chồng chéo. Do đó cần quy trách nhiệm cho từng địa phương. Theo quy định pháp luật về thanh tra kiểm tra thì chúng ta phải có kế hoạch từ trước. Thế do vậy thì tôi cho rằng đây cũng là một cái điểm chúng ta cũng cần có những cái điều chỉnh quy định nhất định để làm sao cho tất cả các lực lượng có thể bất cứ lúc nào vào bất cứ thời gian nào ở địa ở đâu có thể tham gia các cái đợt kiểm tra đột xuất. Với nhiều cơ chế và cách luồn lách, các doanh nghiệp làm hàng nhái thường có ưu đãi cao cho đại lý, dẫn đến các đại lý lại hướng người dân mua những phân bón nhái này. Điều mà các doanh nghiệp uy tín lo ngại hơn là phân bón giả. Do đó, muốn xác định được rõ những phân bón nào là phân bón nhái và kém chất lượng thì phải có bộ quy chuẩn. Để khắc phục tình trạng phân bón giả, nhái và kém chất lượng, các cơ quan chức năng ngoài việc tuyên truyền để bà con nông dân biết tác hại của phân bón giả, nhái và kém chất lượng, hỗ trợ cho bà con sử dụng phân bón an toàn hiệu quả, tăng giá trị sản phẩm và cần tăng cường thanh tra kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón để kịp thời phát hiện những hành vi sản xuất kinh doanh sai trái, nhất là việc thực hiện đúng kịp thời Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ, thay thế cho Nghị định 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 về quản lý phân bón.